ngày 18 tháng 1, phái đoàn huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang do ông Lâm Minh Công, bí thư huyện ủy huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để thăm và chúc mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Đại đức Châu Hoài Thái, đồng ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương cùng Chư Tôn Đức văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Nhân Tết Giáp Thìn sắp đến, ông Lâm Minh Công, đại diện chính quyền huyện Châu Thành, gửi lời chúc an lành đến Chư Tôn Đức giáo phẩm ban thường cho Hội đồng trị sự văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, năm mới vô lượng an lạc, nhiều sức khỏe. Bí thư huyện ủy gửi lời cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và tăng ni Phật tử trong thời gian qua đã đồng hành đóng góp cùng chính quyền địa phương cả nước chăm lo tốt về an sinh xã hội, đặc biệt là bà con nhân dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ông mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chung tay của Phật giáo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Kiên Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Thay mặt thường trực Hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên cảm ơn đoàn đã đến thăm chúc Tết đến Chư Tôn Đức văn phòng 2 Trung ương. Thượng tọa cho biết, nhìn lại chặng đường một năm đã đi qua có nhiều thuận lợi và không ít khó khăn. Toàn thể giáo hội từ Trung ương đến địa phương đều thực hiện được những trọng trách Trung ương giáo hội giao phó. Thượng tọa cho biết, giáo hội luôn quan tâm và chỉ đạo Phật giáo các cấp, phối hợp cùng chính quyền địa phương, chia sẻ yêu thương giúp đỡ đến bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, hòa bình, an lạc. Nhân dịp Tết đến xuân về, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng vũ trang huyện Châu Thành gửi tặng phần quà chúc xuân đến toàn thể Chư Tôn Đức, đồng bằng thường trực hội đồng trị sự, văn phòng 2 Trung ương giáo hội, năm Giáp Thìn, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành.